Chào mọi người nha, mình là Hình Bánh Bao đây. Thì lâu lắm rồi mình chưa có làm video cho anh em xem á, tại vì mình xóa video trên kênh đó anh em, lý do là nó bị bản quyền nhạc á, mình sợ nó xóa kênh YouTube nên mình xóa video luôn. Thì hôm nay như tiêu đề mình sẽ chỉ anh em cách là check mình đúng cách nhá, để xem acc mình đang chơi á, nó có an toàn hay là nó rủi ro nhá. Trước khi vào thì mình sẽ cho anh em xem cái clip mà bữa mình mở hai cái cải trang này nhá. Cải trang này với cải trang này nhá. Bữa mình nạp 3 triệu mà không được cái nào bên vỉa này mà. Cái này với cái này thì mình nạp có 2 triệu là được hai cái bên vỉa luôn. Tại vì lúc đó nó còn dễ. Còn cái này là AD nó hút máu á. Thôi mình đi xem nhá. Trước khi check mìn thì anh em cũng cần hiểu cái mìn là gì nhá. Mìn như thế nào là an toàn, mìn như thế nào là rủi ro nhá. Ở đây mình làm cái bảng nhá. Thì mìn chia làm hai loại, đó là an toàn và rủi ro. Mìn an toàn thì mìn dưới 2012 á nha. Lúc đó là game chưa ra nha, nên cũng không sao. Một số trường hợp thì mìn dưới này nhưng mà nó vẫn lấy lại được acc thì cái đó là hiếm lắm. Chắc 1.000 acc mới là mình mới gặp một acc thôi à. Còn mìn rủi ro thì mìn trên 2012 nè, mìn chưa đăng ký nè, mìn ẩn nè. Cái mìn thường thì cái mìn này nè nó sẽ bán rất là rẻ nha. Anh em sẽ là ham mua cái mìn này nè. Và kiểu như là sẽ đi so sánh rồi thằng này bán rẻ, thằng kia bán mắc á, là ở cái mìn rủi ro này. Còn mìn an toàn này là đa số là bán giống giá nhau hết nha. Theo kinh nghiệm của mình hơn 1 năm trời thì nó là như vậy. Còn vấn đề hòm thì không quan trọng nữa. Tại vì AD nó cho cái chức năng mà quên mật khẩu anh em. Mình thấy dạo này nó không hỗ trợ cái mìn nữa. Không biết là do mình không biết lấy hay là do AD nó không hỗ trợ nữa. Thì anh em cứ nhìn bảng này mà chia ra nha. Cái mìn rủi ro này là nó nguy hiểm đó. Thì trang đầu tiên anh em sẽ vào là trang inet.vn nha. Bình thường thì trang này chỉ check một số mìn thôi, nó không check hết được. Anh em sẽ nhập vào đây nhá, kiểm tra. Sau đó anh em sẽ vào trang hui nhá. Đây. Hui.com. Trang này thì check tốt hơn, kiểu như là nó check cả mìn quốc tế luôn á. Anh em nhập vào trên ô trên này nhá, đừng có nhập vào ô dưới này. Nhập vào ô dưới này không ra đâu, mình nên phải nhập vào ô trên này. Nếu mà web này check không ra nữa thì anh em sẽ vào là 101domain.com nhé. Đây, mình sẽ nhập vào đây. Cái web này thì nó chỉ check mình chưa đăng ký thôi nhá. Đó. Còn em muốn check hòm á, thì anh em vào đây. Nè, anh em vào đây. Anh em nhập cả cái tài khoản vào đây luôn nhá. Ví dụ như mình nhập là Hoàng Hân Hero gmail.com. Đó, như thế này là cái Gmail của mình là nó có hòm nha. Đây.
Đâu để mình thử ví dụ cái tài khoản hu hòm coi. Hân đây thì còn vl.vl. Cái này thì mắc ảo rồi, chắc chắn là không có hòm rồi. Đó. Bởi vì cái vl.vl này nó không có đăng ký mìn nha nè. Hên chó nhà mình nó sủa to quá. Thì về cái check gmail xóa vĩnh viễn á thì anh em vào một cái tab ẩn danh nhá. Control Shift nè. Anh em vào Gmail. Xong rồi anh em nhập cái đầu của nó vào đây nhá. Ví dụ như Hoàng Hân Hero đi. Đó. Cái này là chưa xóa vĩnh viễn nha. Còn mà nó hiện là đang xóa 30 ngày á, cũng là chưa xóa xong luôn, cái đó là không có chơi được. Xong rồi mình nhấn vào tạo tài khoản nè cho bản thân nè, mình nhập cái đó vào đây nhá. Ví dụ như Hoàng Hân Hero đi. Hoàng Hân Hero. Đó. Cái này nó tạo rồi á nên không được tạo lại. Mà còn nếu mà nó cho tạo á là cái đó là tài khoản Gmail chưa tạo nha, chứ không phải là xóa vĩnh viễn đâu. Nhiều anh em nhập về là mất lý do là nó chưa tạo chứ không phải là nó xóa vĩnh viễn đâu nhá. Check như vậy là an toàn này. Tỷ lệ mất acc là tầm 10% thôi. Anh em đen thì mất thôi, còn anh em xài hack mấy bản hack mob á thì mình thấy nhiều người mất rồi, không phải là chơi không mất đâu. Nên anh em hạn chế chơi hack rồi. Đây là Facebook của mình nhá, mình có nhập Server 3 bán vàng ngọc rồi đổi tiền các ví nè, gạch thẻ cho anh em từ thẻ cào qua ATM các thứ. Đây là shop của mình nè. Đây. Anh em có mua thì lên đây mua nhá. Shop của mình thì an toàn hết, không có cái nào rủi ro hết nên anh em an tâm chơi. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi nhé, không phải ai cũng như vậy đâu.